Thử này phải lấy mỗi người nó bia nữa thì nó rồi thế mà thử này lấy chị gái Hà Lam này ăn thấy ok không? Liệu ở quanh nhà chị có thằng nào nó làm được vịt như này không? Không làm sao lấy được tiền của các chị được. Ông du học sinh này ăn ở đây mới hôm này thấy thế nào đây? Chưa thì chán. Ăn nữa đi anh ơi. Ăn nữa đi. Ba này tên gì nhỉ? Đúng. Ba anh, toàn ba anh chặt ra để ba anh ăn đấy. Ăn. Hai này cũng như anh thôi. Vừa lên. Các anh em có mà hỏng rồi vì này có mà về công lại om hết.